Hôm nay quý thầy đi quay trường để chuẩn bị tổ chức khoa vô lý. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngày thơ. Người lớn thường kinh chùa thì cái phòng một là phòng này là tính điện luôn, cho nó khỏi về cái chùa, khỏi đi ra ngoài. Còn con tim thì nó có cái gì ăn cái kia, nó khỏe luôn. Nhất ra nhất mình để đi. Ở dưới hầm này có phòng tắm không anh? Phòng luôn. Dạ. Hồi buổi tối nó free thì mình được cái phòng tắm như buổi tối. Dạ, Tuấn anh đang liên lạc với bạn cái secretary ở đây nè. Dạ. Ban trật tự là cô viên ba chỗ hả? Dạ. Ở bên chùa thì đỡ, nếu mà người lớn mình cho người lớn về chùa ở hết luôn. Còn mấy cái đặc biệt là cái đồ xe người nằm có gia đình hay gì đó thì ở đây thôi. Còn mấy đứa nhỏ nó ở đây hết luôn, khỏi qua chùa luôn. Nếu mình chia về là khỏe nhất. Để bên chùa thì đâu cần tự đóng, chỉ bên đây thôi. Thì ví dụ như đang này xong mướn kế bên cạnh nữa. Chở đi. Đúng rồi, nấu bên chùa. Con thì chở qua đây gần mà, giờ sẽ thùng chở qua thôi. Ở dưới là cỡ 4 phòng là 170 người. Nếu mà nó bị viện mà như là nó nói lý do mà tại khó học thì mình xin học thôi, đúng không? Cũng được. Tại vì cái này lớp học là lớp học bình thường. Nhưng mà ý nó là những giữ một lớp 1, 2. Cũng được, tại vì đây dược lớp nhiều mà. Đây lớp nhiều. Bên hông này như là mấy phòng nhỏ ngoài phải, đúng không? Bên này nữa là phòng nhỏ. Những chỗ này nó không cho sử dụng nữa. Cái này là chắc lớp lớn hơn hơn. Lớp lớn là cái lớp lên chánh điện. Rồi cái lớp dưới căng tin. Mình có lớp mấy ta? Năm ngoái là 1A1B, 2A2B, 3A3B, lớp 4. Lớp 4 lớp lớn chung không? Có phòng này được phải không? Phòng ngủ cũng ngon. Mình sử dụng gì mà? Vì sợ mấy cái phòng không cho mình mướn. Ngủ thì chắc thế nào cũng phải dưới, cái lục của nó là gì giống nhau cho nên sợ nó không cho. Thì chắc phòng học mình không lo rồi đó. Ở trong này nó có mấy phòng lớn lắm. Nhiều lắm, 3 phòng nữa mà. Trong này có mấy phòng học lớn lắm. Này 8A này, basic này là phòng người lớn nè. Không, phòng này phòng cũng được 10 người, 9 người ngủ. Nó là loại group room à? Cho ban tổ chức, phòng y tế rồi gì đó. Phòng 3, phòng này lớn, ba phòng này với phòng kia á. Phòng này với cái kia là một cửa, kia lớn. Đi vào đây. Dư, phòng học thì dư. Phòng học dư. Cái này có 3 mấy phòng lớn mà. Phòng này phòng lớn. Phòng cuối này có toilet, 2 lớp. Ở đây còn 3 lớp nữa này, còn chưa tính anh ngủ nữa. Có mấy cái phòng này mình vô coi mà mình có thể mình đưa mấy cái lớp nhỏ nhỏ cũng được. Mấy lớp khoảng 10 đứa thì mình có thể mình cho nha. 10 lớp rồi. 4 lớp. 4 lớp mình động rồi. Phòng rộng quá trời nè. Này cho phòng này có thể cho anh Vũ cũng được nè. Phòng
Mình có thể cho anh Vũ cũng được nè. Đây là phòng canteen chứa cho 200 người hả? 200 người ăn hả? Không. Cái này là chỉ có học viên ở bên này ăn chứ còn mà... Cái này ăn 190 người hả? 190 người hả? 190 người maximum. Ghê rồi. Nhà bếp này như nó cũng cho mượn. Cái này mình để mấy cái đồ cần dùng cũng được. Nó gọn. Mà không biết nó cho chắc bếp cho mướn chứ hả? Nhưng nó cho hết chứ không lẽ không ạ? Anh đóng được chùa đêm qua thằng Bằng nó cũng đâu có nó ngồi gì đâu. Gần sát cái bên con chạy xe thùng qua thôi. Để đồ ăn cho đây là đem ra ngoài đó. Thế nào cũng... Ví dụ như là mình để đồ ăn sáng ở đây. Vô lấy ra thôi. Để khỏi chụp chỗ thôi. Để khỏi gì đó. Từ nhà bếp này có thể đi thông ra bên nhà ăn. Nhà ăn này thì cũng có thể chứa được 190 người. Ê, lo quá hả? Không biết hả? Số phận lớp ngữ biết là sao hả? Thôi, đó là phòng canteen và nhà bếp thì chúng ta đi tiếp tục. Đây là tầng trệt thì chúng ta có thể coi những cái phòng ngủ chủ yếu chính là nhà trường cho mướn tầng hầm. Tức không phải tầng trệt này là tầng 1 á. Sẽ cho phòng ngủ. Sắp thêm bàn ngồi ăn được nè. Dạ, chắc được. Hành lang này rộng mà. Thì chắc cũng có trăm ghế nữa. Phòng này thì nhỏ. Phòng này chết. Hai nó phòng này lượt. Người trong mắt chiều sướng vui trọn niềm xuân. Người trong mắt chiều sướng vui trọn niềm xuân. Phòng này lớn quá. Phòng này lớn quá. Ngủ ở dưới thức rồi. Phòng này chứa ngon hả? Bên đây nhỏ. Đây là phòng ngủ thứ hai. Nếu giờ tính đây phòng ngủ này ha. Năm đây thì chắc cũng phòng cỡ này chắc 50 ok. Dẹp dọn dọc nó ok mà. Hai phòng đứng trăm rồi. Ánh sáng muôn màu áo. Ta đợi nhau đã quá lâu. Ai cũng nhìn em giữa đám đông ngu ngơ. Đây nó có một phòng nữa. Đó, nó kiếm sao cũng có. Ở đây một phòng đó, ở trong này nữa. Ở đây 3 phòng. 1 10 phòng. Mình cái này mình dạy học. Một dạy học cũng được, phòng ngủ đây cũng được. Phòng cái phòng này. Phòng này lấy trong khoảng cái bên phòng thứ 1 đó, phòng đến với phòng bên phòng ngủ. Cái một hai phòng học. Cái phòng này cũng lớn nè. Ở đây phòng này phòng chính này. Phòng này lớn. Phòng này cũng rộng. Phòng này ngủ được 3 chỗ. Không, cái kho nó xíu rộng. Không, không, đây
dân làm việc là học với cái lớp lớn không bỏ chạy xuống dưới chợ lên đây quay lên này sao không ai chịu làm không chịu lên này coi không không ok này nữa ngủ cũng được này chắc cũng thêm 20-30 này chắc cũng 30 thôi. Mình đừng có tưởng, mình đừng có nói là Đức Nguyễn là người già, lên chú của Nguyễn đó. Thì đó đúng rồi, Nguyễn đó. Sợ mấy người già mùa đó đây nó có mấy toilet công cộng nè. Việt Nam. Việt Nam đứng nó có mấy cái ta đồ đứng. Này cái ventilation của nó thấy không có khá hả? Hơi ngộp. Lúc em thường là mấy cái này chắc không có chìa khóa riêng quá. Cái này nó đỡ cho trong mình nó có mấy cái dàn nhạc. Có một cái dưới hầm này đâu có cái phòng nào khác nữa đúng không? Dưới làm riêng mà, không làm cái tuyên niên riêng mà. Lối ra vào chính. Trong này như là văn phòng của làm việc của thầy cô giáo phải hả? Trong này. Ok, có thêm một hòa to còn được ok mà. Đây, chắc cũng được 2 chỗ. Có thể là cái giờ sau khi mà giờ nó sinh hoạt xong á, mình mượn cái phòng tắm đó thì để nó coi nó trả lời làm sao. Chắc cũng chưa. Thì cho nó khỏe. Tại vì lo nhất là vấn đề mà nó di chuyển đi tắm mà. Tại vì qua bên đường nó cũng nguy hiểm. Qua bên đường đó nó cũng nguy hiểm. Bên đây là nó có cái sân nguyên cái hồ bơi này đây nè. Thì mình lên chương trình dắt đi tắm. Đó là tại vì bên đó mình nói mình chỉ có học thôi chứ. Dạ. Rồi, coi như cũng tạm ổn. Thật qua chấm dứt thôi. Đó là mướn nguyên căn nhà luôn đó. Đó là mướn nguyên căn nhà bên kia luôn. Nhưng mà họ trả lời ok chưa? Họ anh gửi cho rồi. Đó là 2 tầng cái này. 2 mướn nguyên căn nhà luôn đó. Đang gửi cho ra mượn. Và quý thầy cô sẽ ở dưới. Nếu nhìn thấy xa xa đó là cái nhà của hội thể thao. Đây bên đó là một cái sân bóng. Thì bên đó nếu mà kỳ khoa học kỳ này có thể là bên đó sẽ dùng phòng tắm ở bên. Thì ban tổ chức cũng đang liên lạc xin đơn để mà mượn trong thời gian lễ phục sinh. Vì không gian trường chúng ta thấy trường ở bên này là nó có một cái hồ bơi cũng như phòng thể thao. Nhưng mà trong thời gian lễ phục sinh thì họ cũng đang bận, họ không cho mình sử dụng được. Rồi hai vấn đề phòng tắm ra thì phòng sinh hoạt thì mọi thứ khác, phòng ngủ, phòng họp. Thì chúng tôi cảm thấy rằng là cái ngôi trường này thì nó cũng có đủ khả năng, đủ sinh hoạt cho tổ chức khóa học. Cho nên kỳ này khóa học có lẽ cũng hơi cực, phải di dời tới lui rất là nhiều.
Vì chánh điện quý thầy cũng tính rằng là lấy phòng học ở trên làm chánh điện. Rồi bên dưới phòng ăn hồi nãy thì cũng chứa được khoảng 200 người. Thì với cái số lượng mình cũng phải chia làm hai, có thể một phần thì chúng ta ăn bên chùa Khuôn Việt, và một phần thì có thể sẽ dùng cơm ở đây. Nhưng mà ban tổ chức sẽ cố gắng, nếu mà với cái số lượng học sinh giới hạn thì chúng ta có thể mọi sinh hoạt dồn vào đây, nơi trường thì nó tiện nhất. Có mấy đội đá banh dưới cái phòng của tụi nó thay đồ. Nhưng mà sợ, đúng rồi, chỉ sợ lúc mà đó là nó không cho mượn, là nhiều khi cái sau nó cũng bận luôn. Sợ cái nhiều khi nó cũng bị bận. Canh mùa phục sinh nó cũng khó. Ở trên đó là không có trường học hả thầy? Trên đó phải có trường. Có. Nó có cái trường nhỏ, hồi xưa có tổ chức một lần. Nó xíu à. Nó chặt lắm. Thì mình chỉ mướn ngủ thôi. Nhỏ hơn đây nhiều luôn á. Nếu này nó cho mướn đây là ngon hơn bên kia. Ngủ như này là tạm ổn rồi đó. Thì thiếu phòng tắm thôi rồi. Sử dụng là 10 phòng á. Mình có 10 phòng. Dạ. Được 10 phòng á thì mình nghĩ 10 phòng đó mình sử dụng 8 phòng là đi.